Quảng Nam, 23 học sinh cùng trường dương tính với SARS-CoV-2. Sơn La có thêm 8 F0, trong đó có 4 trẻ em và 1 sản phụ mới sinh con 1 tháng. Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà, công tác chuẩn bị của các địa phương đã sẵn sàng. Đề xuất miễn phí vaccine COVID-19 đến hết năm 2022. Tối ngày 19 tháng 11, Hà Nội tắt đèn thắp nến tưởng niệm đồng bào mất do COVID-19. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Quảng Nam, 23 học sinh cùng trường dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn thông tin, địa phương vừa ghi nhận 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 23 ca là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu và 8 trường hợp có liên quan. Ổ dịch này được phát hiện từ chiều ngày 17 tháng 11 khi có một học sinh có triệu chứng ho sốt. Đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam để thăm khám xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hà Nội phát hiện cô gái dương tính với SARS-CoV-2 sống ở chung cư Linh Đàm. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết trong tối ngày 17 tháng 11, địa phương đã nhận được thông tin về một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện là nữ sinh năm 1992 có địa chỉ ở tầng 5 tòa nhà HH2A chung cư Linh Đàm. Mẫu bệnh phẩm được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông làm xét nghiệm khẳng định. Đây được xác định là ca mắc trong cộng đồng, người này đi làm nên hiện chưa xác định được nguồn lây. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Sơn La có thêm 8 F0, trong đó có 4 trẻ em và 1 sản phụ mới sinh con 1 tháng. Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 ở các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Phú Yên. Trong 8 trường hợp này có 4 trẻ em từ 1 đến 7 tuổi. Các trường hợp trẻ em mắc COVID-19 mới ghi nhận đều trú cùng bản Sơn Cha, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn. Trước đó vào ngày 12 tháng 11, cả 4 trẻ này cùng mẹ và cô bắt xe khách từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Hòa Bình, sau đó bắt xe khách Hà Nội, Điện Biên về Sơn La. Ngày 14 tháng 11, đến ngã tư thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, cả 6 người xuống xe và vào quán ăn phở sáng, sau đó thuê xe taxi đến trạm y tế xã Nà Bó, thực hiện khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại khu lán trại bản Sơn Cha, xã Nà Bó, cách bản hơn 1 km. Hiện tại cả 4 trẻ đều không sốt, không ho, không khó thở. 4 F0 còn lại mới ghi nhận là công nhân tại tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai và Bình Dương, từ các tỉnh này về Sơn La trong thời gian gần đây bằng xe máy và xe khách, được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe tại gia đình và các khu cách ly của các địa phương nơi cư trú. Cả 4 bệnh nhân này đều đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Về tình trạng sức khỏe, chỉ có bệnh nhân là sản phụ có dấu hiệu ngạt mũi, còn lại cả 4 không sốt, không ho, không khó thở. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các F0 ở Sơn La mới ghi nhận đều từ vùng dịch trở về, được phát hiện tại các khu cách ly tập trung và khi đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, những người đi cùng chuyến xe khi các bệnh nhân này di chuyển từ các tỉnh từ vùng dịch về địa bàn và những người có tiếp xúc gần có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Riêng bệnh nhân NHP, bệnh nhân 1.056.096 do mới sinh con nên nguy cơ lây nhiễm cho người trong gia đình ở mức cao. Như vậy, tổng hợp từ ngày 5 tháng 10 đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 84 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 38 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện, 46 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà, công tác chuẩn bị của các địa phương đã sẵn sàng. Ngày 17 tháng 11 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện thí điểm cách ly tại nhà đối với trường hợp F1. Đây là việc làm thật thận trọng nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy công tác chuẩn bị của các địa phương đã sẵn sàng, lực lượng chức năng và người dân đều tuân thủ quy định. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, tính đến ngày 17 tháng 11, phường có 11 trường hợp F1 nhưng chưa có trường hợp nào cách ly tại phường. Sau khi có chỉ đạo mới, phường tiến hành áp dụng các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế với các trường hợp đủ điều kiện. Với người đi từ vùng dịch về vùng 3, vùng 4, phường lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất và lần 2 sau 7 ngày, ra quyết định cách ly tại nhà 7 ngày nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine. Theo bà Hoa, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục duy trì lực lượng kiểm tra và yêu cầu 9 tổ COVID cộng đồng, ngoài việc giám sát di biến động của người dân, còn có trách nhiệm giám sát các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định. Tương tự theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Võ Thanh Thế, trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của thành phố về công tác rà soát, quản lý, kiểm soát, thực hiện cách ly F1 tại nhà, rà soát, quản lý chặt, cách ly những người về từ vùng 3, vùng 4. Ủy ban Nhân dân phường tập trung phát huy hiệu quả hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố trong việc nắm bắt, giám sát hoạt động của các cơ sở. Trường hợp F1 đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân phường ra quyết định cách ly y tế tại nhà, chỉ đạo y tế phường hướng dẫn F1 và thực hiện điều tra truy vết những người có liên quan, vận động tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Đồng thời, lực lượng y tế phường lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và giám sát sức khỏe hàng ngày cho những người thực hiện cách ly. Phường cũng giao cho Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng trực chốt, tuyên truyền, hỗ trợ các trường hợp cách ly tại nhà. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đề xuất miễn phí vaccine COVID-19 đến hết năm 2022. Bộ Y tế cho biết, ngày 17 tháng 11, nước ta ghi nhận 9.849 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh, thành phố, trong đó 4.956 ca ở cộng đồng, 3.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338 ca. Nước ta đã tiêm hơn 102 liều vaccine COVID-19, trong đó hơn 36,8 triệu người đã tiêm đủ liều. Bộ Y tế đang trình Chính phủ kế hoạch mua sử dụng vaccine COVID-19 năm 2021-2022, trong đó đề nghị thực hiện tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho người dân đến hết năm 2022. Bộ sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi 3 vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine đợt 2 cho trẻ ngày 22 tháng 11. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho hay, theo thông báo mới nhất về cấp độ dịch trên địa bàn, theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế, một địa phương đạt cấp độ 3 là huyện Cần Giờ, 11 địa phương đạt cấp độ 2 gồm các quận huyện, quận 3, quận 10, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức. 10 địa phương còn lại đạt cấp độ 1. Theo HCDC, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đợt 1 đã thành công an toàn với 651.468 trẻ được tiêm, đạt tỷ lệ 92,8%. Dự kiến ngày 22 tháng 11, thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đợt 2, thực hiện tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Tối ngày 19 tháng 11, Hà Nội tắt đèn thắp nến tưởng niệm đồng bào mất do COVID-19. Người dân thủ đô sẽ tắt đèn và thắp nến tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh qua đời do đại dịch COVID-19 vào 20 giờ tối ngày 19 tháng 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh qua đời trong đại dịch COVID-19. Lễ tưởng niệm tại đầu cầu Hà Nội sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất vào lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 11 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết buổi lễ nhằm tưởng niệm đồng bào đã mất do đại dịch và tri ân biểu dương cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19. Lễ tưởng niệm thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức lễ tưởng niệm phải đảm bảo nghiêm trang, trang trọng, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ. Lễ tưởng niệm sẽ thực hiện quy định phòng dịch 5K, các đại biểu dự phải đảm bảo các tiêu chuẩn tiêm đủ liều vaccine, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày, tính đến hết ngày tham gia lễ tưởng niệm, có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 tiếng, tính đến hết thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm. Sở Y tế Hà Nội bố trí xét nghiệm miễn phí cho các đại biểu từ chiều ngày 18 tháng 11 tại phòng khám đa khoa số 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn thắp nến để tưởng niệm đồng bào qua đời và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu không tổ chức tạm dừng các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.